Chiều ngày 31 tháng 10, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ hai vợ chồng tử vong xảy ra trên địa bàn. Khoảng 11 giờ cùng ngày, người con gái học lớp 10 tại một trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thủ Đức đi học về tại căn nhà một trệt một lầu trên đường Làng Tăng Phú, phường Tăng Nhân Phú A, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thì thấy nhà khóa cửa, bên trong cúp điện. Do nhà được khóa bằng hệ thống cửa cuốn, cúp điện nên không thể mở, gọi không thấy ai trả lời. Người con gái liền chạy sang nhà hàng xóm, lên tầng 2 nhìn qua. Tại đây người con gái phát hiện mẹ nằm bất tỉnh trên lầu. Người dân sau đó hô hoán nhau phá cửa cuốn, xông vào thì tá hỏa phát hiện người cha đã tử vong trong tư thế treo cổ. Người dân sau đó đã hỗ trợ đưa người mẹ đi cấp cứu trong tình trạng trên cổ có vết thâm. Tuy nhiên nạn nhân đã không qua khỏi. Nhận tin báo, Công an thành phố Thủ Đức nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo người dân khu vực, hai vợ chồng vừa chuyển đến, thuê nhà mở tiệm kinh doanh spa được khoảng 1 năm, có hai người con, một con gái học lớp 10 và một con gái học lớp 4. Tuy nhiên, hai vợ chồng đã ly dị cách đây khoảng 6 tháng, nhưng người chồng chưa dọn đi. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.